Chúa đã sống lại, Chúa đã chiến thắng tử thần. Alleluia, alleluia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay qua tin mừng, chúng ta được Thánh Gioan tường thuật lại câu chuyện Chúa Nhật Phục Sinh đầu tiên. Khi trời còn chưa sáng, Maria Magdalena đã trỗi dậy lên đường để thăm mộ Chúa Giêsu. Nhưng mà khi bà đến nơi, thì phát hiện tảng đá che mộ đã bị lăn ra, ngôi mộ trống rỗng và xác của Chúa Giêsu không còn ở đây nữa. Hốt hoảng, bà chạy về báo cho Phêrô và Gioan biết: người ta đã lấy xác của thầy. Khi được tin, hai môn đệ liền lập tức chạy ra ngôi mộ của Chúa để coi hiện thực nó như thế nào. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta ở đây là không biết trong lúc hai ông chạy ra để coi mộ Chúa như vậy, thì trong đầu của hai ông có những cái suy nghĩ gì? Chắc có lẽ hai ông cũng rất hồi hộp, sợ hãi, lo lắng và bối rối. Nhưng mà song song với những cái nỗi băn khoăn đó, thì chắc ăn một điều là hai ông cũng có một niềm tin, một hy vọng khôn tả. Hy vọng là những điều mà Thầy Giêsu đã loan báo trước đây cho nhóm 12 tông đồ nay đã trở thành sự thật. Đó là sau khi chịu khổ hình và mai táng và chịu chôn ở trong mộ 3 ngày, Ngài sẽ từ cõi chết sống lại. Khi hai ông đã đến ngôi mộ của Chúa, thì hai ông đã xác nhận những gì mà Maria Magdalena đã nói cho hai ông hoàn toàn là sự thật. Chắc có lẽ Gioan là người trẻ hơn nên đã chạy nhanh hơn Phêrô và đã đến trước, còn Phêrô thì đến sau. Ông đi vào trong ngôi mộ, ông thấy những dây băng và khăn liệm đã được quấn lại riêng biệt ngăn nắp. Có người cho rằng việc Phêrô tiến vào ngôi mộ ngay lập tức, không chần chừ, là tại vì Phêrô muốn gặp Chúa ngay lập tức để xin lỗi Ngài vì ông đã chối Chúa 3 lần. Sau khi Phêrô đã vào mộ, thì Gioan mới bước vào sau, mặc dù ông đã đến trước. Như phúc âm đã kể lại, ông đã thấy và ông đã tin. Sau khi xác nhận mọi sự việc, thì hai môn đệ đã trở về nhà, để lại một mình Maria Magdalena khóc lóc bên ngôi mộ trống. Thế rồi trong cái nỗi đau, nỗi buồn như vậy, nhưng mà bà luôn được mong ước được gặp Chúa. Maria Magdalena đã là người đầu tiên được diện kiến tỏ tường việc Chúa Giêsu Kitô sống lại. Qua đoạn tin mừng ngày hôm nay, chúng ta được chứng kiến 3 nhân vật với 3 cách nhìn khác nhau về sự kiện Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Gioan là một believer, ông là một người có niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa. Ông luôn được diễn tả là một người luôn chiêm niệm lời Chúa và luôn khắc ghi lời Chúa ở trong lòng. Bởi thế, khi Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống, thì đây quả là một cái bằng chứng quá rõ ràng cho ông. Ông không cần phải nhìn, ông không cần phải cần thiết để nhìn được Chúa để biết là Chúa đã sống lại. Bởi thế, phúc âm đã ghi, ông đã thấy và ông đã tin. Phêrô thì khác hơn một chút xíu. Nếu mà chúng ta nói Ngài là một skeptic, bán tín bán nghi, thì thật tội nghiệp cho Ngài. Nhưng chúng ta có thể thấy ở đây, Ngài là một người rất cẩn thận. Mặc dù không hiểu biết được hoàn toàn những gì đã xảy ra, nhưng Ngài vẫn tin. Và để kiểm chứng, thì Ngài đã vào ngôi mộ để xem xét những gì đang xảy ra trước mắt của mình. Còn Maria Magdalena là một người luôn khao khát được gặp Chúa trong bất cứ mọi hoàn cảnh nào. Đang khi đang vẫn còn khóc lóc và tưởng Chúa Giêsu là một người làm vườn, thì bà nói: thưa ông, nếu ông đã đem Ngài đi đâu,
thì nói cho tôi biết ông đang để ngài ở đâu để tôi đem ngài về. Và với sự khát khao muốn được gặp Chúa một cách cao độ như vậy, Chúa đã cho bà được diện kiến Chúa bằng xương bằng thịt khi ngài sống lại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong tuần đại lễ phục sinh này, chúng ta cùng với giáo hội Hoàn Vũ dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì qua cái chết của con một ngày, Chúa đã ban cho chúng ta một cuộc sống mới trong Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Chúng ta cũng xin Thánh Gioan, Phêrô và Maria Magdalena là những người đầu tiên được chứng kiến Chúa sống lại, giúp cho chúng ta có thêm lòng tin và luôn mang cái tin mừng của Chúa đến khắp mọi nơi, mọi lúc. Kính chúc tất cả quý ông bà và anh chị em một đại lễ phục sinh được đầy tràn ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa.